Thì chào mọi người lần nữa. Hôm nay Thế sẽ báo cáo cái bài báo viết với anh Lê Anh Vinh, thầy của Thế. Bạn ấy được publish ở chỗ nào rồi nhỉ? Mình không Ở nhớ. Journal Journal Number Theory ạ. Nhưng mà thực ra thì vì mục tiêu của nhóm mình là học cái mới, nên là em thực ra là em giới thiệu một cách tổng quan về cái vấn đề này là chủ yếu thôi ạ. Ok, vậy vậy là tốt rồi, đúng rồi. Mình Ok, thế rồi bây giờ Còn... mình dừng dừng diễn đàn lại cho Thế nha. Vâng. Mọi người thấy màn hình ạ? Thấy tốt rồi đấy, bắt đầu đi. Dạ vâng. Thank you. Đấy, hôm nay em sẽ nói về một cái vấn đề được gọi là cái vấn đề phân loại các lớp hàm nở, mà cụ thể thì em thì đang tập trung ở trên cái vành ma trận. Thế thì đầu tiên thì cái bài toán cổ điển nhất mà xuất phát điểm của cái lớp lớp bài toán này là bài toán khoảng cách Eros. Bài toán khoảng cách Eros là yêu cầu là tìm số số khoảng cách tối thiểu mà xác định bởi n điểm ở trên một mặt phẳng khác nhau ấy. Thì khi mà chúng ta có hai ví dụ hai điểm thì chúng ta có một khoảng cách, ba điểm thì chúng ta sẽ có tối thiểu là một khoảng cách ở trong cái trường hợp mà tam giác đều, nhưng thông thường nó sẽ có là ba khoảng cách hoặc là hai khoảng cách nếu mà tam giác cân. Trong trường hợp mà bốn điểm ở trên mặt phẳng thì sẽ phải xác định tối thiểu là hai khoảng cách, là hình vuông ấy thì nó xác định hai khoảng cách. Thì Eros mới đặt ra vấn đề câu hỏi là với n điểm thì sao, và ông cũng có một cái giả thuyết cho cái bài toán này luôn. Thì năm 2010 bài toán này đã được giải quyết gần như trọn vẹn bởi Larry Gust với Nedcast. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái warm up, nên là đấy bài tiếp đây là một cái vấn đề đang khá là hot, nhưng mà bây giờ bài toán này được giải quyết rồi, nên là bây giờ người ta cũng không làm ở trên cái R bình nữa, mà người ta làm tổng quát hơn một chút là RD thì sao, hoặc là ở trên cái không gian hữu hạn là FQD. Cái bài toán này thôi. Thế thì thực khi mà mô phỏng lại bài toán này, thì thực ra là cái bài toán này là một cái bài toán ở trong lớp cái bài toán là tìm sự tương quan giữa lực lượng của một tập ảnh so với lực lượng của một cái tập nguồn mà thông qua một cái ánh xạ nào đấy. Thì mình tìm sự tương quan giữa cái lực lượng đấy. Thì vấn đề này rất là hot ở trong khoa học dữ liệu, tức là đánh giá cái độ lớn của dữ liệu. Thì trong khoa học dữ liệu đang cái này đang khá là hot. Vấn đề tiếp theo và cũng là tập trung của buổi hôm nay để dẫn tới cái hàm nở là bài toán tổng tích. Em xét mình gọi R là một vành, A là một cái tập hợp mà khác giống. Ở đây A là một tập hợp thôi, không yêu cầu nó là vành con hay không yêu cầu nó là tập nhóm con, nhóm cộng gì cả. Nó chỉ là một tập hợp đơn thuần. Và chúng ta định nghĩa hai cái tập hợp A, tổng và tập hợp tích như trên. Thế thì thông thường thì vì vì cái tập hợp A cộng A này được định nghĩa bởi A bình phần tử, nên là chúng ta mong muốn là cái tập này nó sẽ đủ lớn, nó rất là lớn so với A. Tuy nhiên thì cái điều này nó không không luôn đúng ở trong mọi trường hợp với cái vành R này. Với cái vành R này. Thì ví dụ như là cái vành R này mà có một vành con chẳng hạn. Cái vành R này mà nó có một vành con. Thì khi đấy tập tổng và tập tích nó giữ nguyên. Ý là nó không không lớn so với A nữa, mà nó vẫn là A. Thậm chí là nó nhỏ hơn A. Đấy. Nó là A thôi. Thì nó không không lớn. Ngoài ra thì đối với mỗi mỗi phần mỗi cái tập hợp này ấy, thì nếu mà lấy ví dụ tập tổng chẳng hạn, thì mình lấy A là một cái cấp số cộng. A là một cấp số cộng. Thì cái lực lượng của A cộng với A này nó cũng chỉ là 2A trừ 1 thôi, tức là nó tuyến tính so với cái lực lượng của A. Nên mình cũng không coi nó là tập rất là lớn so với A. Tương tự cho cái tập tích. Đấy. Thế thì bài toán này được ứng dụng ở trong máy sinh ngẫu nhiên, nên là thu hút được rất là nhiều, khá là nhiều nhà toán học nổi tiếng nhảy vào cái bài toán này. Thì cái kết quả, cái bài toán này xuất phát điểm là ở trên dụ vành số nguyên. Ở trên vành số nguyên. Thì cái câu hỏi là một trong hai tập này có rất là lớn so với A hay không ấy. Thì đã được
đã được Eidos và Zemeredi chứng minh. Cái dấu này là dấu mà có nghĩa là lớn hơn bằng C, lớn bằng C lần nhân với A, A cộng với một mũ epsilon. Thì cái rất lớn ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa là nó sẽ phải lớn ít nhất là thêm một cái số mũ chứ không phải là tuyến tính. Đấy. Thì bài toán ở trên câu hỏi đặt ra ở trên Z thì là đã được Eidos và Zemeredi giải quyết. Tuy nhiên thì tổng quát hơn thì đến năm 2005 thì Solimoji đã chứng minh kết quả tốt hơn một chút. Là cái kết quả của Eidos thì nó không chỉ ra là cái thằng epsilon mà nó chỉ là một cái số lớn hơn không đủ nhỏ thôi. Nó cố định nhưng mà nó đủ nhỏ. Đấy. Còn kết quả của Solimoji thì nó đúng với mọi epsilon lớn không. Và cái số mũ 11/4 này ấy, thì đang được giả thuyết là 2 luôn cơ. Tức là cái số mũ ở trên C hoặc ở trên Z này thì đang được giả thuyết là 2. Tuy nhiên cái kết quả này đang hiện tại là kết quả tốt nhất hiện tại. Thì cũng mới chỉ là 14/11 đấy, cho bài toán này. Thì vào năm 2007 thì ở đây là làm trên Z, làm trên C. Đến năm 2007 thì cái nhóm tác giả Bogan, Cass và Terentau làm ở trên F, cái vành, cái trường hữu hạn. Tuy nhiên thì cái lập luận của ông Tao dành cho trường hữu hạn này thì ông ấy phải cũng phải để ý cái đặc số này thì là phải là một cái số nguyên tố. Còn nếu mà chẳng hạn thay P bởi P bình ạ thì bài toán này cũng không chắc là đúng. Nếu mà chúng ta có một cái trường con có P phần tử thì cái tập tổng và cái tập tích này nó đều không lớn, tức là không phình to ra so với A. Và cần và kết quả của tao thì nó không, kết quả của nhóm tác giả này thì không tốt ở chỗ là cái mối liên hệ giữa epsilon và delta này rất là khó để tìm, rất là khó để xác định. Tuy nhiên thì kết quả này cũng chỉ ra một điều là cái tập tổng hoặc là tập tổng hoặc tập tích này nó sẽ rất lớn so với tập đầu vào là A. Thế cho anh hỏi là cái kết quả của trên từ kết quả của Zemeredi, Eidos và Zemeredi ấy. Dạ vâng. Xuống một số kết quả của Solimoji hoặc số kết quả của tao, tức là bọn nó không cần cái ví dụ kết quả của tao nhìn vào ấy, nó cần cái tập A nó phải đậm đặc một chút, nó lớn một chút ấy. Dạ vâng, đúng ạ. Nó lớn đúng một chút thì nó sẽ xảy ra kết quả đấy, thì mấy cái trên kia nó không cần về một số cái tập A nó còn đậm đặc à? Nó còn không cần ạ. Tại vì ở trên này thì như em giải thích thì quay lại cái bài toán đây ạ, như em giải thích thì nếu mà cái tập A này là cái tập cấp số cộng ấy thì cái này tập tổng là nó không đủ lớn, không lớn. Ừ. So với tập A. Còn cái này thì cấp số nhân thì nó không lớn so với A. Đấy. Thế thì ở trên hai cái này là hai cái vô hạn. Ừ. Cái đề vành này là và C này là hai cái vô hạn thì một cái tập thì rất là khó để có chuyện là vừa là cấp số cộng và cấp số nhân trừ khi nó chỉ có một vài phần tử thôi. Ừ. Đây thì chúng ta chỉ yêu cầu A hữu hạn thôi chứ không yêu cầu gì thêm cả. Ừ. Chúng ta ở đây chỉ yêu cầu A hữu hạn thôi, không có điều kiện ràng buộc gì thêm cả. Tuy nhiên đối với thằng trường hữu hạn ấy thì cần một vài điều kiện nhất định, tại vì đôi lúc cái kỹ thuật của ông Bogan, Cass và tao này thì cái đoạn tính toán của ông ấy, ông mới cần cái điều kiện này thì mới ra được kết quả. Thì không, thực ra anh confirm một chút cái này là bởi vì là nếu mà trên cái trường hữu hạn này, nếu em lấy một cái tập A đậm đặc ấy, thông thường thì nó sẽ tồn tại một cái cấp số cộng, tức là gọi là tồn tại một cái cây Sturm arithmetic progression ở trên đấy. Vâng. Thì anh đang thấy mà, tức là anh đang thấy ở đây là nếu mà cái tập, rõ ràng cái tập A này nếu mà nó to ấy. Vâng. Tập A nó to thì nó sẽ thường sẽ tồn tại một cấp số cộng dãy K túy. Có thể, nhưng mà cái vấn đề là cái cấp số cộng đấy so với lực lượng của tập A thì nó có đủ đậm đặc không, hay là nó không là gì so với cái lực lượng của tập A mới là quan trọng ấy. À, ừ, thì anh bảo đấy thì chắc là nó có chặn của 1 trừ delta này. Nếu mà không chặn từ 1 trừ delta thì kết quả đấy nó hơi ngược so với kết quả của cái của Ben Green và tao. Ok. Dạ vâng. Dạ vâng. Okay. Thế thì nhưng mà cái kết quả này thì cái mối liên hệ giữa epsilon và delta này thì nó không xác định được tường minh. Thì tiếp theo thì em chia ra hai cái khái niệm,
Mà ở trên cái hữu hạn thì người ta chia ra thành hai cái khái niệm là tập lớn và tập nhỏ. Theo nghĩa là tập lớn thì chúng ta cần một cái độ lớn, cái lực lượng của A nó phải lớn nhất định nào đấy. Và đủ nhỏ thì là yêu cầu nhỏ nhất định nào đấy thì nó mới đánh giá được. Thì hai kết quả này tốt hơn kết quả của tao là nó tường minh hơn. Kết quả của nhóm tác giả trên là nó tường minh. Nó tường minh hơn. Đấy. Thế thì hiện tại cái kết quả tốt nhất dành cho cái tập nhỏ này là đây. Có nghĩa là độ phình của nó lên là A mũ 2/9. Mình cái chỉ số phình của nó, chỉ số n của nó thì là được 2/9, 1 cộng với 2/9. Còn kết quả này thì cũng chỉ mang tính ước lượng thôi. Thế thì bây giờ cái của em làm thì đặt câu hỏi tương tự mà khi ở trên vành ma trận thì thế nào? Thì các kết quả trên vành ma trận thì nó ít hơn một chút. Nó ít hơn lý do là công cụ ở trên vành ma trận nó, theo em được biết đến thời điểm hiện tại thì nó ít hơn so với trường hữu hạn hay là các cái trường vô hạn như C hay là Z. Đấy. Thì đây là một số kết quả trên trên vành ma trận với yếu tố các yếu tố trên trường hữu hạn. Thì hai kết quả này thì em tổng quát được hai kết quả này ở trong cái bài báo của em. Thì em tổng quát được hai kết quả này. Đấy. Thì đây là bắt nguồn của cái bài toán, đây là một cái bài toán đang khá là được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên bây giờ mình tổng quát cho cái bài toán này thì đặt ra vấn đề gì? Thế thì như em nói đến cái khái niệm phình ấy. Khái niệm phình ấy. Thì chúng ta có một cái khái niệm gọi là hàm nở. Hàm nở ở đây có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có một lực lượng đầu vào, và khi đấy thì cái tập ảnh của nó sẽ phình to ra so với lực lượng của tập đầu vào đấy, thì chúng ta gọi nó là hàm nở. Và theo như phân tích ở phía trên thì cái tập tổng nó không phải là hàm nở. Tại vì khi mà chúng ta lấy cái tập đầu vào là cái tập cấp số cộng, đúng không ạ? Thì nó chỉ là tuyến tính thôi, nó không phải là số mũ, không phải cấp số mũ, nên nó không phải là hàm nở. Tương tự thì cái hàm nhân nó cũng thế, đối với hàm hai biến thì hàm nhân nó cũng thế, nó không phải là hàm nở. Thế thì đây là cái định nghĩa hàm nở tổng quát cho ở trên mọi trường luôn. F này thì chúng ta yêu cầu không cầu gì cả. Tuy nhiên hiện tại thì bài toán này thì được quan tâm ở trên R, trên FQ với trên vành ma trận là chủ yếu. Tại vì nó có những ý nghĩa riêng. Đối với giờ thì em không quan tâm nhiều nên là em cũng không rõ lắm, nhưng mà em sẽ liệt kê một vài kết quả cho bài toán này ở trên R. Thế anh cho anh hỏi cái định nghĩa vừa nãy. Định nghĩa vừa nãy anh hơi confused một chút, tức là cái P cái đặt là đặc số của trường đúng không? Vâng đúng ạ. P đặc số của trường ở trong trường hợp, tức là nếu mà P mà đặc số của nó bằng 0 thì em xét P bằng vô cùng. Thì vô cùng. Thì coi như là những cái tập N A đây chỉ là, N đây là lực lượng của A1 đến AK. Bằng nhau à? Dạ vâng ạ, mình cho nó bằng nhau. Tại vì thực ra là định nghĩa tổng quát thôi, chứ bình thường mình chỉ lấy cái tập đầu vào là A thôi mà. Sau đó đấy F sẽ là F của A nhân A nhân A nhân A ấy. Ok, anh hiểu cái đơn này. Tức là mình muốn cái tập ảnh nó phình ra so to hơn so với cái tập tích mũ N alpha. Vâng, anh, đúng rồi. Này, anh nghĩ nó phải là N mũ K alpha thì đúng hơn. Sao lại là N mũ alpha thôi, alpha lớn 1 thôi. N mũ alpha. Bởi vì là mỗi cái tập của AI là nó có lực lượng bằng N. Bây giờ em nhân cái tích của cái tập của K, cái tập đó lên thì nó phải là N mũ K. Không ạ, nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây là khi mà F mà anh làm ở trên vô hạn thì vô hạn thì như em nói là không hẳn là lúc nào nó cũng đủ lớn với K alpha đâu. Ví dụ như anh mà lấy cái cấp số cộng ấy thì đâu. Đúng không ạ? Không ý anh ở chỗ hơi confused một chút, tức là bây giờ là cái tập input của mình ấy, nếu mà mình lấy là K tập. K tập thì có lực lượng là mỗi thằng có lực lượng bằng N thì của mình sẽ là có lực lượng phân tử là cỡ N một K đúng không? À vâng. Thì xong bây giờ mình muốn cái ảnh của nó phình to ra, tức là ảnh phình to ra thì nó mình phải muốn là N mũ K alpha là đấy chứ. K alpha là tức là mình không muốn nó phải so với cái tập input đầu vào chứ nó không phải so với cái tập 1 N, tức là bây giờ N em hiểu câu hỏi của anh, em hiểu
lái con phiêu của anh. Nó thế này, tại vì ra là đúng là cái chúng ta mong muốn nó sẽ là phải là n mũ k luôn đúng không ạ? Ừ. Là n mũ k luôn đúng không? Thì ừ, đúng rồi. Cái của chúng ta tốt nhất là n mũ k rồi, nhưng mà cái người ta chỉ yêu cầu nó chỉ là nó lớn so với cái thằng lớn so với những cái tập bằng những cái lớn so với một cái lực lượng của nó trong cái tập đấy thôi là được. Thì ừ. Đấy là sao mà người ta định nghĩa đây gọi là cái hàm k biến ấy. Hàm nở okay. k. Vâng. Ok. Ok, ok được. Ok được rồi. Thì đối với các hàm nở hai biến ở trên R ấy thì đây như em phân tích ấy, thì chúng ta có hai cái rào cản. Cái bài toán này đối với bài toán hai biến thì chúng ta có cái rào cản là tập tổng và tập tích nó không phải hàm nở. Vì là chúng ta lấy cấp số cộng và cấp số nhân thì nó không phải là hàm nở. Nên là liệu đó phải là cái cản, câu hỏi đặt ra là liệu có phải là đấy là cản trở duy nhất không? Tức là mọi cái hàm khác có phải là hàm nở không? Mà khác với hàm tổng và hàm tích. Thì kết quả trên R đầu tiên của Elekes và Ronzai đã chứng minh được điều đấy. Tuy nhiên thì cái này cũng mang định tính thôi, chứ không có định lượng. Không tính được là cái độ nở nó sẽ là như thế nào, cái alpha nó cụ thể là bao nhiêu ấy. Thì đến năm 2016 thì cái nhóm tác giả Ras Sari Solimoji này mới chỉ ra được một cái thằng alpha là 4/3. Và kết quả này hiện tại vẫn đang tốt nhất cho cái bài toán này. Cho bài toán này ở trên R. Ở đây là đối với hàm hai biến ạ. Đối với hàm ba biến thì cũng tương tự. Thì vì cái hàm tổng và hàm tích nó không phải là hàm nở. Em thì không chắc là đối với hàm hai biến thì mình lấy cấp số cộng. Cấp số cộng thì là hàm tổng thì nó không phải là hàm nở. Tuy nhiên đối với hàm ba biến thì hàm dấu cộng này cũng thế thôi, cũng là chỉ cần lấy một tập đến 1 đến n thôi thì nó không phải là hàm nở. Tuy nhiên hàm tích này thì hàm tích cũng thế, hàm tích thì mình lấy 2 mũ 0, 2 mũ 1 đến 2 mũ n. Đấy là một ví dụ. Thì tương tự thì cái này cũng chỉ mang tính định tính. Sau đấy thì một nhóm tác giả khác đã có tính cái định lượng hơn là cụ thể cái số mũ cái độ nở ấy thì nó là 3/2. À, một cái lưu ý một chút là à thôi, tí nữa mình em sẽ quay lại ở trên trường hữu hạn. Bây giờ em sẽ nói rõ hơn một chút ở trên trường hữu hạn. Ở trên trường hữu hạn thì cái hàm nở này có hai kiểu, có hai cái định nghĩa hàm nở. Cái lúc nãy là định nghĩa hàm nở tổng quát. Còn bây giờ thì em định nghĩa cái hàm nở mà cho tập lớn thôi. Em chỉ yêu cầu tập đầu vào đủ lớn ý. Lúc nãy thì anh Hoàng có bảo là cái 1 trừ alpha ấy. Bây giờ cái bài toán đặt ra này là em yêu cầu nó lớn hơn 1 trừ delta luôn ấy. Đấy. Thì nhìn cái hai định nghĩa này thì một cái hàm F được gọi là hàm nở mạnh nếu thỏa mãn điều này. Tương tự nếu mà nở vừa nếu thỏa mãn điều này. Tuy nhiên thì về ý nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có một lực lượng đầu vào đủ lớn thì chúng ta mong muốn là cái tập ảnh nó sẽ là phủ gần hết cái tập ảnh thông qua F ấy. Thì nó phủ gần hết cái mà nhiều nhất có thể ấy, là FQ. Mình chỉ trừ đi một số hữu hạn điểm thôi. Và chú ý rằng Q ở đây chúng ta xem như là nó là như là một biến. Nó không phải là một số cố định mà mình xem nó như là một biến. Và nó không... một cái lý do nữa là F thì thường là đa thức. F thì hiện tại bài toán chỉ đang làm ở trên đa thức thôi. Nên là cái F này nó định nghĩa không phụ thuộc vào trường cơ sở FQ. Còn đối với hàm n vừa phải thì chúng ta cũng có là chúng ta yêu cầu một tập đầu vào đủ lớn. Và thay vì chúng ta yêu cầu nó phải phủ gần hết cái lực lượng này, phủ gần hết cái lực lượng FQ ấy, thì chúng ta chỉ yêu cầu nó là phủ một cái tỷ lệ dương thôi. Một tỷ lệ dương so với Q thôi, so với FQ thôi. Ký hiệu này thì em có giải thích rõ hơn ở phía dưới thôi. Cái định nghĩa này thì đấy là chính là cái điều cốt lõi ở trong cái này thôi. Cái này chính là cái quan trọng nhất ở trong bài toán này. Nếu mà hiểu được cái định nghĩa này thì mình mới bắt đầu tiếp tục được. Thì ở đây một cái điều chú ý mà em nói lúc nãy là Q nó là một biến chứ không phải là một cái số cố định. Và lúc này thì em gọi cái eva epsilon này là chỉ số nở.
Thì cái vấn đề ở trên trường hữu hạn thì nó lại khác một chút so với trên giờ. Thì tao năm 2015 thì thầy tao cũng đưa ra cái giải quyết cho bài toán hai biến. Đấy là ông ấy cũng vượt qua được cái rào cản là liệu phải chăng là ngoài tập tổng và tập tích ấy, thì các tập khác, các cái hàm đa thức khác đều là nở. Thì đúng là như vậy, ông ấy trả lời được câu hỏi đấy bằng ông ấy dùng giải thích điều hòa. Kết quả đấy dùng giải thích điều hòa. Còn đến năm 2017 thì một kết quả tổng quát cho bài toán ba biến cũng được thực hiện. Tuy nhiên các kết quả này hiện tại thì mới chỉ làm cho cái hàm nở vừa phải thôi. Các bài toán hiện tại chỉ mới làm cho nở vừa phải. Ai có câu hỏi gì thì có thể hỏi em trong lúc em trình bày luôn nhé. Mà trước cái đấy thì cũng đưa ra một vài, người ta cũng đã tìm ra được một vài cái hàm nở ở trên trường hữu hạn rồi. Tuy nhiên thì cái này cũng đây cũng là tìm ra được một cái họ hàm nở như này. Rồi, em đi vào vấn đề chính hôm nay là cái hàm nở trên vành ma trận. Tương tự như cái hàm nở ở trên trường hữu hạn thì ở trên vành ma trận thì chúng ta cũng có một cái định nghĩa như này. Chúng ta có một cái tập đầu vào đủ lớn thì bây giờ cái tập ảnh của chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ mong muốn là nó phủ hết các ma trận khả nghịch. Một cái lý do nó chỉ cần phủ hết các ma trận khả nghịch là cái hàm nở mạnh ấy chỉ yêu cầu là phủ hết các hàm khả nghịch. Lý do là cái lực lượng của tập này nó xấp xỉ quy mũ n bình phương. Và nó cũng xấp xỉ với lực lượng của tập MNFQ. Ngoài ra thì cái lớp ma trận khả nghịch thì rõ ràng là cái vai trò của nó rất là quan trọng ở trong nhiều trường hợp. Nên là người ta yêu cầu như thế nữa. Nó còn có thêm cái ý nghĩa như vậy nữa. Ở đây thì chúng ta còn chúng ta giới hạn cái tập đầu vào ấy, tập nguồn ấy, thì chúng ta lúc đầu chúng ta lấy ở trên MNFQ thôi. Nhưng mà bây giờ thì có thể là chúng ta chỉ giới hạn ở trên SNFQ thôi. Thì chúng ta cũng có một cái định nghĩa tương tự dành cho hàm nở mạnh. Tương tự thì định nghĩa hàm nở vừa thì ta cũng có định nghĩa tương tự. Tuy nhiên thì bây giờ thay vì yêu cầu là nó phủ hết cái tập ma trận khả nghịch thì lúc này em chỉ yêu cầu nó, chúng ta chỉ yêu cầu nó là phủ được một tỷ lệ dương thôi. Tỷ lệ dương so với lực lượng ở các tập ma trận cỡ n vuông cỡ n có yếu tố ở trên FQ. Như em nói ở phía trước thì em không rõ lắm, nhưng mà ở trên vành ma trận thì hiện tại cái công cụ ở trong cái lớp bài toán này nó ít hơn, nên là kết quả nó cũng ít hơn. Kết quả đầu tiên ở trên M2, ở trên M2 thì là do epsilon bằng 1/4. Cái hàm này là hàm nở mạnh, có nghĩa là khi mà chúng ta lấy một lực lượng đầu vào đủ lớn thì cái tập này nó phủ hết cái tập ma trận khả nghịch. Các kết quả tương tự dành cho nhóm Hensenberg, cái này thì thực ra nó cũng chỉ là vành ma trận thôi, nhưng mà nó làm với cái nhóm đặc biệt hơn một chút là nhóm Hensenberg. Thế cái x chữ y nhân với z chữ t là cái gì nhỉ? Bây giờ mình lấy lấy a là tập đầu vào ấy. Tức là vâng. cái chỗ này của mình là FQ bột đúng không? Vâng đúng ạ. F 4 4 thằng chứ. Đúng mà. F từ M2 mũ 4 vào FQ. Bây giờ tức là bây giờ mình lấy hiệu của hai thằng này mà trừ đi mà tích của hai thằng này. Vâng, mình lấy hiệu xong mình lại nhân tích. Cái thằng này là nó tổng quát từ cái thằng ở trên trường FQ lên hay là nó tự nghĩ ra ấy? Nó tổng quát từ FQ lên. À, anh hàm này là ở trên FQ người ta cũng làm được rồi. À. Thì sau đấy thì cái ông mấy cái nhóm tác giả này thì làm ở trên FQ, làm ở trên M2. Ừ. Làm ở trên M2. Ok. Còn đâu cái Hessenberg Essenberg thì cái này thì em chỉ trích dẫn thêm để cho mọi người biết thôi, nhưng mà tại vì em cũng không tìm hiểu sâu ấy. Có một số kết quả. Cái nhóm mà ở trên ở cái nhóm mà các cái hệ số của nó ở trên đường chéo nó là 1. Ừ. Ví dụ là ma trận bậc 3 ấy,
ma trận cơ 3 thì là nhóm ở trên đường chéo nó sẽ là 1 và x, z và y ở phía dưới bằng bằng 0. Không, không, cái này nó ở trong một chút thì trong quantum này. Cho em dạ, vâng. Không cần là gì, nó là Lie group ở trong ấy. Dạ vâng. Ok, tiếp đi. Thì cái bài toán ở trên vành ma trận thì hiện tại kết quả mà để tìm ra các cái hàm nở ấy, thì nó khá là ít. Hiện tại mới chỉ phân loại được cái hai cái hàm x cộng y và x nhân y cộng z thôi. Mà ở trên bậc 2 thôi. Các kết quả chủ yếu là ở trên bậc 2. Đấy. Thì em thì tổng quát được kết quả này dành cho khi mà thay 2 bởi n bất kỳ. Em tổng quát được kết quả. Đấy. Thì đây là một vài kết quả. Đây là kết quả đầu tiên cho cái hàm x cộng y cộng z mà khi mà em tính toán ra. Một vài cái điều kiện em đòi hỏi yêu cầu BC thuộc S là N là vì tính kỹ thuật thôi ạ. Còn thực ra là nếu mà thay bằng MN thì vẫn làm được. Nhưng mà kết quả nó không tốt bằng. Không tốt bằng. Tức là cái... Họ hỏi đi không? Dạ vâng. Anh Hòa đấy, anh Hòa đấy. Em... À, anh chỉ thắc mắc là cái trong cái cách chúng mình hỏi sơ cách chúng mình những cái bài như này thì nó phụ thuộc vào cái việc tính toán của mình hả? Tại vì những cái hàm của em không cụ thể. Sẽ có một phương pháp. Hôm nay thì em giới thiệu một phương pháp tổng quát luôn ạ. Có thể dùng được khá là một nhiều bài nhưng mà giới hạn của nó thì cũng có một số nhất định chứ không phải là tùy thuộc vào cái hàm đấy. Tùy thuộc vào bài. Ok. Cho anh tò mò một chút là hình cái expander này là mình có thể biểu diễn nó nếu mà trên dời dạc hàm hữu hạn đấy, các bạn đấy. Vâng. Để biểu diễn nó thông qua một cái thằng expander graph đúng không? Vâng đúng ạ. Thì lát trong nữa thì cái, những cái kết quả này của em hình như là anh nghĩ là có thể dùng cái expander một số kết quả trên expander graph ví dụ nó gọi là vâng đúng ạ. Mixing đúng không? Mixing, đúng không? Công cụ chính của cái này là lát nữa em giới thiệu đúng ạ. Sẽ chính là expander mixing lemma đấy. Bởi vì như nó cần phải cái đồ thị của em nó cần phải đồ có hướng. Chuẩn ạ. Bài toán của em là... Ok rồi. Ok, anh mường tượng ra cái chỗ thôi. Rồi. Thì những cái này thì chỉ là mang tính kết quả thôi. Nói chung là từ cái định lý này thì bằng một vài cái kỹ thuật mà nói chung là nó cũng không có tính thú vị lắm, chỉ là kỹ thuật là tính toán thêm thôi ạ. Thì em chỉ ra được nó là hàm nở trên MNFQ. Đấy. Thì tương tự em cũng thực hiện được cho cái hàm số x nhân y cộng z bằng hoàn toàn kỹ thuật hoàn toàn tương tự. Cũng tương tự ở kỹ thuật phía trước cho cái hàm này. Tuy nhiên đến cái bài toán này, những cái này đây là một cái kết quả mà sử dụng đồ thị. Hai kết quả trước thì em không dùng đồ thị đâu ạ. Hai kết quả trước thì là lúc đầu em làm không được tốt, sau rồi ông phản biện, ông ấy gợi ý cho một bài báo khác thì lại đọc được, thì lại cải thiện được, nên là cũng đấy. Còn kết quả này thì hiểu theo nghĩa là chúng ta có một lực lượng đầu vào đủ lớn thì cái tập tích ấy mà bây giờ mình lấy tập tích lấy cộng với tập tổng ấy thì nó sẽ bằng chính cái tập MN luôn, MNFQ luôn. Tức là x y mà cộng z cộng t thì là bằng. Vâng đúng ạ. Như vậy nếu mà mình lấy một tập đầu vào đủ lớn thì mọi cái ma trận cỡ n này đều có thể biểu diễn được dưới dạng là x nhân y cộng với z cộng t, trong đó x y z là thuộc a, x y z t thuộc a. Đấy. Okay. Ý nghĩa của nó là như thế. Thì cái kết quả này thì em dùng chính là cái bổ đề trồn nở. Hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho cái bổ đề đấy dành cho các bạn. Tại vì bổ đề đấy nó đóng vai quan trọng trong lớp bài toán này. Nếu mà tiếp cận bằng đồ thị. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua cái phương pháp đồ thị. Ở đoạn này thì em muốn mọi người hỏi nhiều. Tại vì em nghĩ là nó khá là áp dụng được nhiều lớp bài toán cho cái bài toán kiểu đánh giá kiểu này. Đánh giá trên đồ thị. Thì em gọi g là một cái đồ thị có hướng chính quy d đều, có nghĩa là gì? Có nghĩa là bậc ngoài của mỗi đỉnh là bằng d và bậc trong của mỗi đỉnh nó cũng bằng d luôn, tất cả các đỉnh.
Đây là đồ thị có hướng ạ. Mình số đỉnh, số bậc bậc ngoài là cũng bằng số nó bậc trong là, ấy thế ạ, nó gọi là cái bậc ra là bằng ra, bằng bậc vào đều bằng D. Không có bậc ngoài. Bậc ra và bậc vào bằng D. Vâng, em cảm ơn. Thì gọi A là cái ma trận kề. Ma trận kề thì định nghĩa là nếu mà có cái vị trí easy bằng 1, nếu mà có cái cạnh easy là thuộc E, là cạnh của G thôi. Thì đối với cái lớp, đối với cái ma trận kề của cái đồ thị D, đồ thị D chính quy này ấy, thì luôn có một cái lambda là bằng 1, luôn có một cái lambda là luôn có một giá trị riêng là D. Nó ứng với vector riêng là bằng 1. Đấy. Thì nó luôn có một cái giá trị riêng như này rồi. Thế bây giờ chúng ta mới định nghĩa một cái khác. À, chú ý rằng là đối với cái ma trận A này thì đây là một cái ma trận mà tất cả các yếu tố nó đều là dương. Yếu tố ở trong A nó đều là dương. Nên là theo cái định lý Frobenius, Perron-Frobenius thì mọi cái giá trị riêng của A nó đều nhỏ hơn bằng D, có modulus nhỏ hơn bằng D. Mọi giá trị riêng của A có modulus đều nhỏ hơn bằng D. Thì chúng ta gọi một cái giá trị riêng thứ hai của G, giá trị thứ hai của đồ thị G là bằng max của những cái thằng mà cái modulus của nó không bằng D, max của modulus mà modulus của nó không bằng D, thì mình gọi nó là giá trị riêng thứ hai của N. Đấy. Thì trong cái tính toán thì mình sẽ dùng một cái khái niệm về đồ thị chuẩn tắc. Đồ thị chuẩn tắc này thì định nghĩa của nó là nếu mà đồ thị chuẩn tắc, nếu mà cái ma trận của nó là chuẩn tắc. Ma trận chuẩn tắc là cái ma trận mà có A nhân với AT ấy, thì bằng AT nhân A. Trong đó AT là ma trận chuyển dịch, ma trận chuyển vị của A. Nhờ thế nói lại cái ma trận agency AG nó thu được từ G như thế nào nhỉ? Mình chưa được. Vâng ạ. Ma trận kề của G ấy thì là các chỉ số easy của nó ấy, thì là bằng 1 nếu mà có cạnh y đến gì, bằng 0 nếu ngược lại. Trong đấy thì mình cái tập n đỉnh này thì mình có thể đánh số nó từ 1 đến n. Mình đánh số từ 1 đến n. Sau đó ma trận kề của nó sẽ xác định bởi là cái vị trí ở cái yếu tố easy nó bằng 1 nếu mà có cạnh đi từ y đến gì. Tức là g nó có n n đỉnh thì ma trận đó là ma trận cấp n đó, đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Thì các phần tử của nó chỉ có thể là 0 và 1 chứ à? Đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Các phần tử của nó chỉ yêu cầu là 0 và 1 thôi. Tức là có cạnh, dù chỉ một cạnh hoặc là nhiều cạnh thì đều lại đi là 1, còn nếu không có cạnh nào thì sẽ là 0, là không, đúng không? Là không. Nhưng mà okay. Thực ra là ở đây thì chúng ta chỉ làm ở trên cái bài toán của em thì đang làm ở trên đơn đồ thị ấy, nên là chúng ta chỉ yêu cầu 1. À đơn đồ thị, tức là mỗi cái chỉ có 1 thôi không? Dạ vâng. Một cạnh. Định nghĩa lambda 2 này thì em gọi là giá trị riêng thứ hai của G. Cái định nghĩa lambda G ấy thì mình gọi nó là giá trị riêng thứ hai của G. Theo một nghĩa nào đấy thôi. Rồi ạ. Thì cái đồ thị G được gọi là chuẩn tắc. Nếu cái ma trận kề của nó là ma trận chuẩn tắc. Chú ý rằng nếu mà G là một đồ thị đơn ấy, vô hướng ấy, thì cái ma trận này là ma trận đối xứng. G là đồ thị vô hướng, đơn đồ thị vô hướng thì ma trận kề là một ma trận đối xứng. Tuy nhiên khi mà có hướng thì nó không phải là đối xứng nữa. Đơn thì nó luôn là normal, nhưng mà vô hướng thì nó luôn là normal, nhưng mà đến khi mà nó có hướng thì nó lại là nó không, vì nó không đối xứng nên là chúng ta có một định nghĩa cho cái đồ thị gọi là đồ thị chuẩn tắc. Thì nếu mà ma trận kề của nó là ma trận chuẩn tắc. Ngoài ra thì để kiểm tra ma trận một cái đồ thị có phải là đồ thị chuẩn tắc hay không thì chúng ta có một cái cách khác để kiểm tra. Đấy là chúng ta đếm số đỉnh kề so với một cái cặp đỉnh bất kỳ. N cộng x ở đây là số đỉnh kề. Anh Hoàng ơi, cái này gọi là lân cận ra hay là lân cận
Em gọi nó là lân cận của những em của cái bậc da của đô thị đó, lân cận. Vâng. Mình có cái định nghĩa cái n cộng xi này là cái lân cận các cái lân cận ra của xi, tức là mình có xz và yz, nó là cạnh của g, nó là cạnh của đồ thị g. Và tương tự thì chúng ta cũng có cái lân cận gọi là lân cận vào. Nếu mà chúng ta có lân cận chung vào ấy, mình chúng ta có cái đỉnh đấy đều là, chúng ta có zx là cạnh và zy cũng là cạnh, thì a normal cái một cái đồ thị, một cái đồ thị là chuẩn tắc khi và chỉ khi cái số lân cận ra và lân cận vào của một cặp, của một cái cặp đỉnh bất kỳ ấy, thì nó phải bằng nhau. Đây là một cái cách để kiểm tra tính chuẩn tắc của một cái đồ thị có hướng ở d đều. Thì cái bổ đề này là cái bổ đề mà đóng vai trò quan trọng trong cái chuyện tính toán. Thì cái lambda như em định nghĩa ở trên ấy, cái lambda là bằng max của những cái thằng mà có module khác d. Max của các module của các giá trị riêng mà module đấy khác d. Đồ thị này là đồ thị có hướng. Thì chúng ta có bổ đề này. Bổ đề này thì nó cho chúng ta biết về cái số lượng cạnh giữa B và C, giữa hai tập hợp B và C ở trong một cái đô thị, tương quan với lực lượng của B và C ở trong một đô thị ND lambda. Cái này thì nó cũng có ở trong cái version mà đồ thị vô hướng. Tất nhiên thì đồ thị có hướng nó tổng quát của đồ thị vô hướng nên là cũng có ở trong cho đồ thị vô hướng. Cái ấy thế em bình luận một cái này một chút ý, nữa là bây giờ nếu em bắt hai tập B và C của đồ thị G ra ấy, thì bây giờ cái E của BC kia là tập những cái cạnh mà nó nối giữa thằng B với thằng C kìa. Vâng, đúng ạ. Cái thằng bây giờ thằng B tích của thằng B nhân với thằng C mà nhân với D ấy, thì chính là cái số cạnh của chúng nó đúng không? Số đúng cạnh rồi. Của ở trong B, số cạnh ở trong C, bởi vì mỗi thằng có bậc ra là n mà bây giờ nó chia n lấy trung bình. Vâng. Bọn nó cái bộ đề muốn nói rằng là cái số cạnh giữa B và C so với cạnh trung bình của thằng B và thằng C ấy, tức là nó sẽ bị chặn bởi cái chênh lệch này, trung bình nhân giữa số B và C và nhân với giá trị lambda. Dạ vâng, đúng ạ. Ý nghĩa của nó thì thì đây là cái mấu chốt, nói chung là nó đóng một vai trò khá là quan trọng ở trong phương pháp đồ thị để giải quyết các bài toán này. Thế đối với bài toán của em thì em dùng em định nghĩa một cái đồ thị khá là đặc biệt. Là đồ thị tổng và tích. Hai cái phép toán cơ bản nhất thì em định nghĩa một cái đồ thị như này. Em định nghĩa cái đồ thị tổng tích ở trên MN với tập đỉnh là các cặp ma trận. Tập đỉnh là các cặp ma trận, hai AB là các ma trận. Và định nghĩa một cái cạnh có hướng ấy. Cạnh đi từ AC vào BD nếu thỏa mãn cái hệ thức này. Chú ý rằng đây là một đồ thị vì ở vành ma trận nó không giao hoán nên là giao hoán với phép nhân nên là nó là một đồ thị có hướng. Thì kết quả của em chỉ ra được cái thằng lambda giá trị riêng thứ hai ấy, của g ấy, thằng lambda ấy thì nó sẽ phải nhỏ hơn bằng thằng này, nó sẽ phải nhỏ hơn bằng một cái hằng số dương nhân với q mũ n bình phương trừ 1/2. Chú ý rằng là chúng ta luôn có là cái giá trị riêng này nó luôn nhỏ hơn bằng d, cái giá trị lambda này thì nó luôn nhỏ hơn bằng d. Nhỏ hơn D. Đấy. Thì mình cố gắng là đánh giá nó nhỏ nhất có thể thôi. Thì kết quả của em là chỉ ra được cái này. Thì lát nữa nếu mà còn thời gian thì em sẽ khá là thú vị, cái kỹ thuật khá là thú vị để tính cái này thì ở trên các ma trận kề ấy, thì để tính giá trị riêng thì mình có một cách khá là thú vị. Đấy là mình đếm bằng đếm các đỉnh kề. Chứ không phải là khi mà tính tích của ma trận thì mình chỉ cần đếm các đỉnh kề là được. Nó không phải như nó có tính hình học hơn một chút. Tính cái ma trị riêng thứ hai á. Dạ vâng.
Thế là mình có một ma trận rồi, bây giờ cái việc tính giá trị riêng thứ hai thì tùy vào kỹ thuật của mọi người thôi, muốn dùng thôi. Nhưng mà ở trên nếu một cái ma trận là một cái ma trận kề của một đồ thị thì chúng ta có một cái cách tính giá trị riêng thứ hai nó khá là đặc biệt thông qua tính hình học của đồ thị bằng cách là đếm số đỉnh kề tại cái vị trí tại vì cái tích cái vị trí easy của cái tích ấy, thì mình tính bằng số đỉnh kề. Lát nữa em sẽ còn thời gian em sẽ nói cái đấy. Còn đây thì về mặt kỹ thuật ấy, sau khi cái thì chúng ta về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ chọn một vài cái đặc biệt, một vài cái tập đỉnh đặc biệt và cho cái ma cho cái đồ thị tổng tích ấy. Và sử dụng cái bổ đề trồn nở mà em đã nêu ở đấy thì chúng ta có những cái đánh giá thôi. Ví dụ như bài toán tổng tích thì em cho tập U, tập đầu vào lúc này, tập cạnh, tập đỉnh. Tập đỉnh là hai tập đỉnh là có dạng là A cộng B nhân với CD. Nó hơi nhìn hơi rắc rối như một chút nhưng mà nó cũng chỉ là tập con của MN nhân với MN thôi. Tập con của MN nhân MN. Và mình xem nó như là hai cái tập con của tập đỉnh. Mình xem nó như hai tập con của tập đỉnh. Và tính toán cụ thể ra có một cái liên hệ này. Cái này thì hơi kỹ thuật một chút, tức là mình xây dựng cái đồ thị. Mình xây dựng cái đồ thị để có mối liên hệ giữa hai cái tập đỉnh này. Và chúng ta sẽ đánh giá được cái lực lượng của cái tập cạnh giữa, nhưng mà như anh Hoàng nói ấy, thì là chúng ta sẽ đánh giá được các cái cạnh giữa hai cái tập hợp này. Và chúng ta kết hợp với bộ đề trồn nở thì chúng ta đánh giá được thôi. Ví dụ như từ cái bất thức này ấy, thì chúng ta có một cái đánh giá cho tập tổng và tập tích so với lực lượng của tập A. Như vậy chúng ta giải quyết được một chúng ta cho chúng ta được một kết quả cho bài toán tổng tích này. Thì tương tự dành cho cái hàm số xy cộng z cộng t. Thì lại định nghĩa một vài cái định nghĩa thêm một vài cái tập đỉnh và tập định nghĩa thì tập đỉnh, tập con của tập đỉnh một cách đặc biệt một chút. Thì chúng ta lại áp dụng cái bổ đề trồn nở tiếp thì chúng ta lại thu được điều phải chứng minh. Thì đây là cái mà khi mà chúng ta có cái kết quả dành cho ma trận kề, chúng ta có kết quả dành cho cái đồ thị thì chúng ta sẽ có một vài cái kỹ thuật mà xây dựng các đồ thị tập đỉnh của các đồ thị thì để có đánh giá kiểu này. Một vài câu hỏi mà em đặt ra cho một vài câu hỏi mà cho cái bài toán này thì đấy là đối với cái hàm nở ba biến ấy thì ở trên R thì làm hết rồi, ở trên R thì phân loại được rồi, ở trên R thì bài toán này đã xong. Tuy nhiên ở trên finite field và ở trên ma trận, vành ma trận ấy thì bài toán này vẫn còn mới và vẫn chưa ai giải quyết. Và câu hỏi tương tự ở trên vành ma trận cho hai biến thì sao? Rõ ràng là các kết quả ở trên vành ma trận mà em giới thiệu từ đầu đến giờ là cho ba biến trở lên hết. Cho các hàm ba biến thôi. Chỉ có x nhân y cộng z và x nhân với x cộng y z. Đấy. Thì bây giờ nếu mà hàm hai biến thì ở trên vành ma trận nó sẽ như thế nào? Và bây giờ một cái câu hỏi quay về cái câu hỏi là tìm sự tương quan giữa tập hợp giữa lực lượng đầu vào với lực lượng đầu ra ấy. Thì bây giờ câu hỏi ở trên trường hữu hạn là như thế này, là liệu cái lực lượng đầu vào cần đủ lớn bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ xét cái hàm này là hàm định thức và cái hàm permanent ấy. Thì nó sẽ như thế nào, nó có phải là các hàm nở hay không, tức là ý là nó thực ra nó không phải là hàm nở, tuy nhiên ý là mình xem xét cái bài toán đánh giá lực lượng sự tương quan, nhưng mà thay vì các cái ánh xạ đa thức thì mình thay nó bởi cái đánh ánh xạ là xạ định thức, thì mình cũng có một bài toán như thế. Cho anh hỏi là cái determinant với cái permanent ấy là cái f của em nó từ ấy mà cái của em nó từ không gian, nhưng mà trận nó ra số mà
tại sao mình lại vâng đúng ạ. Sau khi mấy thì, ý em là mấy... ý em là cái expander này mình hiểu như là nó là expander, nhưng mà về mặt bản chất là câu hỏi đặt ra sẽ là chúng ta cần ít bao nhiêu ma trận để xác định xem là cái lực lượng tập, cái determinant này lúc này nó bị giới hạn bởi quy, đúng không ạ? Nó bị giới hạn bởi quy. Thế câu hỏi đặt ra là mình cần ít nhất bao nhiêu ma trận để nó xác định cái lực, cái tập dead này, cái tập định thức này nó chiếm một cái tỷ lệ dương so với quy. Cái vấn đề thì gì nhỉ? Nếu mà trên cái câu hỏi về định thức thì anh nghĩ là ví dụ là cái lớp nhưng mà trận là singular ấy, nó lớn, tức là em có thể nếu em làm về random matrix em sẽ thấy là với tức là cái lớp ma trận singular ấy, nó sẽ chiếm một nửa cái trong cái không gian ma trận của em. À, vâng. Thì anh nghĩ là cái permanent thì nó có thể như cái determinant thì nó khó. Cái determinant thì khó xác định cái đấy. Vâng, thì đấy cũng chỉ là một bài toán đặt ra thôi. Thì các kết quả của determinant nó cũng có rồi đấy. Nó một vài kết quả ma trận cỡ 2 rồi. À. Ma trận cỡ 2 thì có rồi, còn ma trận cỡ 3 trở lên chưa ai làm. Chắc là khó. Vì cỡ 2 thì ma trận cỡ 2 thì thường là người ta lại tính toán cụ thể trực tiếp ra ấy. Thì lại đưa về finite field thôi. Cái hàm determinant nó thực ra là một cái hàm ở trên finite field mà. Nếu mà ai thì nó chính là AD trừ BC, nó thực ra nó chính là hàm 4 biến thôi. Nên là nó không có gì tương tự permanent ở trên 2 thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà đối với bài toán này mà nếu mà cho nhiều hơn ấy, thì khó. Thì em nghĩ là khó. Thế chuyển vào cái slide mà expander gì mà nó phủ cái tập mà khả nghịch ấy nhỉ? Cái định nghĩa expander ấy. Nhưng mà nó phủ cái tập khả nghịch ấy. Đây ạ. Giả sử như mình để mình chỉ quan tâm tới cái SLN đúng không? Thế thì giả sử như anh xả F là ví dụ như hai biến đi, F của AB là bằng commutator của AB, có nghĩa là A trừ 1, B trừ 1, AB. Thế nó có expander thì có nghĩa này không? Việc kiểm tra một hàm tích ở ma trận ấy, thì nó không là expander. Hàm tích là không expander. Dạ vâng, hàm tích không phải là hàm expander. Không, nhưng mà trên ma trận khả nghịch cơ mà, SLN cơ mà. Mình xét trên trường thực thôi, mình FV mình không quen lắm. Cái ma trận khả nghịch thì nó đi qua cái toán tử định thức đấy. Tức là thực chất mà nói thì ma trận A trừ 1 chính là đi qua cái toán tử định thức. Vì thế cho nên mình nghĩ rằng là bài toán chắc cũng khó đấy. Và cái toán tử định thức thì nó chính là một tensor, hay nói cách khác nó là một cái dạng đa tuyến tính phản đối xứng. Vâng đúng ạ, chính là đa tuyến symmetric, cho nên nó chắc chắn là phức tạp chứ nó không đơn giản theo mình nghĩ. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại cái kỹ thuật chứng minh của em ở đây. Dạ vâng. Mà chứng minh thì như em nói là đầu tiên là ta dùng cái bổ đề của cái đồ thị đấy rồi thì ok xem lại, nhưng mà bây giờ để vào cái bài toán của em thì bao giờ đầu tiên là việc đầu tiên là mình phải chọn một cái đồ thị thích đồ hợp. Thị phù hợp, sau đó em chọn hai cái tập UV tích hợp đúng không, và tất cả cái đó đều là phải đấy. Thì cái kỹ thuật nằm ở cái chỗ là nghĩ đến cái cảm giác nào để chọn được cái UV đấy. Đấy cái đồ thị đấy cũng là này. Đấy cũng là hơi vấn đề một chút đấy, thì đúng không? Thực ra là cái bài toán này, cái phương pháp này ấy, thì nó không tối ưu cho mọi hàm được, mà mình chỉ thực hiện ở từng hàm một ấy, từng hàm đơn lẻ một ấy, thì để xác định cái tập đỉnh UV. Đối với từng hàm một thì em thì làm thế nào để cảm nhận được cái thằng UV ấy. Thì em cũng hơi khó cái này, thì thực ra là em ngồi thử tí là được ạ. Nên là em cũng không biết là nó là cái form ấy chú Phúc, nó là cái form của cái hàm mà, tức là ở đây không, nó thực ra là mình dựa đúng rồi ạ, mình phải dựa vào cái hàm mà mình muốn làm là gì ấy. Thì mình mới ở đây cho đoán là các bạn ấy làm là ví dụ ở trên cái, không phải trên cái vành của ma trận, mà trên cái vành số nguyên hoặc là trên cái vành kia là nó có những cái hàm như thế rồi. Bây giờ bạn thế bạn ấy tổng quát lên
biết những cái hàm ở chỗ đấy nó expander ở trên số. Bây giờ bạn ấy tổng quát cái vành ma trận mà bạn ấy xây dựng cái hàm nó vẫn thế, thì bạn ấy chỉ ra, bạn ấy chứng minh cái đấy, thì tức là có, mình có, bạn ấy có được cái form, cái hàm kiểu như vậy ở trên vành số nguyên rồi. Bây giờ bạn tổng quát lên vành ma trận thì bạn ấy được một cái, tức là bạn đã form mà bạn đã, nói chung là mình có một cái định tính là tức là với xác suất cao là cái hàm như vậy nó vẫn đúng trên vành ma trận, vẫn expander đúng. Xong thì bạn ấy tìm cách chứng minh cái hàm đấy, thì nếu mà sử dụng cái công cụ này thì nhìn vào cái hình dạng của cái hàm đấy, cái mô tả cái hàm đấy, bạn định nghĩa là UV. Thì thực ra là nếu mà đã có một cái hàm như thế rồi ấy, thì mình định nghĩa cái UV ở đây nó không khó đúng không thế? Vâng đúng ạ, mình có hàm rồi định nghĩa không khó đâu. Ngồi em nghĩ là đa số mọi người mới bắt đầu hay không thì ngồi thử một chút là được ấy. Rồi, ok. Ngồi thử một chút là được. Cái này thì em không biết nói thì xuất phát từ ý tưởng nào, nhưng mà khi mà mình đã có hàm cụ thể thì cái việc mà xây dựng cái tập UV nó không khó lắm. Tuy nhiên bạn hỏi cái sự liên lạc giữa cái expanders này với cái bài toán Eros nó trong đầu như thế nào? Bài toán Eros thì nó cho cái ok, câu hỏi rất là thú vị. Thì bài toán Eros thì mình cái hàm khoảng cách được giả thuyết là một hàm expander với hai biến với đây ạ, bài toán Eros là bài toán này đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thực ra bài toán Eros chính là bài toán từ R nhân R vào R thôi ạ. Với hàm khoảng cách. Thì hàm khoảng cách được cũng được giả thuyết là một hàm expander. Là chưa chứng minh được nó là cái hàm expander đúng không? Hay là thực ra cái expander thì nó ý nghĩa nhiều hơn ở trên trường hữu hạn ấy ạ. Để em biết một chút. Nói tại sao lại em lại lấy cái bài toán Eros này làm cái motivation cho cái expander? Bài toán Eros là xuất phát từ cái bài toán Eros thì người ta mới tổng bắt đầu đưa ra cái vấn đề đấy, thì để em nói cho cái thực ra là các cái bài toán mà tổng tích rồi expander thì nó xuất phát từ bài toán Eros. Tức là bài toán Eros thì nó là R nhân R vào R đúng không ạ? Và mình có một cái hàm gọi là hàm khoảng cách. Hàm này thì được định nghĩa bởi kiểu này. Thực ra là nếu mà đối với trường hợp bậc 2 thì cái này là có bình phương nhỉ? À không bình phương. Thì nó chính là cái hàm này đúng không ạ? Cái hàm 4 biến ạ. Bài toán Eros lúc đầu là người ta hiểu nó bài toán là một bài toán ước lượng số phần tử có 4 biến thôi. Nó chính là cái hàm x trừ y tất cả bình cộng với z trừ t tất cả bình. Thì bài toán expander là bài toán tổng quát cho cái bài toán Eros và cho cái lớp hàm nó đấy. Tức là bây giờ cái bài toán này em đang nói về cái distance thôi, còn thật ra bài toán Eros nó hỏi là cái số lượng minimum distinct distance đúng không, thì nó thêm một bước nữa. Dạ vâng đúng ạ. Ok. Thank you. Ai có hỏi gì nữa không? Mình thì có comment một chút xíu thôi. Là cái chỗ mà trường M với là S, cái đấy nếu mình hiểu theo nghĩa đấy thì mình lấy cái tích tensor giữa đại số ma trận với là cái FP đúng không? Chỗ nào? Anh chỉ nói định nghĩa M của FP ấy. M của FP thì hiểu là cái tích tensor, nó là tensor của đại số mà đây đấy, cái đấy đó, đại số mặt trận M N và FP. Thì liệu rằng cái này thì chúng ta không dùng đến cái đại số đó, mình chỉ hiểu nó là vành thôi, chứ chưa cần hiểu nó là đại số.
Không, tại vì em nói là nó còn ít công cụ cho nên là anh mới nhớ đến cái bài của ông Smooth Gain. Ông Smooth Gain là ông là một trong những người lập nền móng của cái nền commutative algebraic geometry, hình học đại số không giao hoán. Tức là ông đã phát triển rất là nhiều công cụ khi mà xét MN, FP hay là những cái dạng khác. Mà phần tử thậm chí là những cái operators, chứ không phải là chỉ có FP không. Là gì đó. Dạ vâng. Thì trong đó nó có rất nhiều công cụ và nó có một cái dạng chuyển từ cái dạng nó có một cái lemma, hồi xưa anh có đọc về cái đó, và nó có một cái lemma chuyển từ dạng công dạng giao hoán sang dạng không giao hoán, chuyển qua tensor. Dạ vâng. À, cho nên là cũng có thể là nó bên đại số không giao hoán nó có cái đó. Anh Toàn có nhớ đâu anh Toàn? Cái bài của thằng Simbrick á. Ông đang nói định lý chéo hóa gì? Dạng định lý chéo hóa nó chuyển qua, ý nói là một số, có thể nó có một số công cụ kiểu như vậy, nó chuyển từ giao hóa không sang không giao hóa. Mà nó... Khi ông chéo hóa được thì ông chuyển thành giao hóa ngay, bởi vì khi nó là ma trận đường chéo rồi thì nhân nó dễ dàng. Nhưng mà ở đây thế đây nó là có một cái họ ca tập ca cái. Thế thì nếu như ông muốn chéo hóa thì ông phải chéo hóa đồng thời ca cái, nó rất là khó. Ví dụ cho ca ma trận mà ta chéo hóa đồng thời ca ma trận thì cái nó rất là ít. Mà thế cái đấy nó gọi là group ấy anh, nó gọi là scaling ấy, matrix problem. Vâng. Chứ còn thế là cho ca ma trận bất kỳ mà, cho nên nó hơi khó. Vâng, ở đây thì thực ra bài toán này bây giờ người ta chỉ tập trung vào hiện tại mới tập trung vào độ lớn thôi ạ. Thì cái lớp bài toán này thực ra là có một cách tiếp cận từ cái bài toán gốc là bài toán EDOS thì có rất là thú vị, đấy là cách tiếp cận bằng hình học. Các bài toán này đều có liên quan đến hình học ấy, nhưng mà em thì không dành ở đấy lắm nên là cũng nhưng mà mình cũng thấy băn khoăn này, ví dụ như những cái giả sử như đây là ma trận hoặc là các cái điểm giao hoán thì cũng được, những cái điểm đó mà nó nằm trong cái không điểm của tập F, thế thì nó biến thành số không hết, thế thì làm nào mà cái đây là for all đúng không, for all tập A đó. Nhưng mà mình đây lý do vì sao chúng ta cần phải thêm mấy điều kiện A đấy thì mình mới gạt bỏ đi cái không điểm này đi được. À ok, cái nãy giờ mình cứ băn khoăn lỡ nó rơi vào tập không điểm, mà tập không điểm nó rất là to đúng không? Okay. Vâng đúng ạ. Nên là đấy là lý do vì sao mà mình phải yêu cầu cái tập A đủ lớn ấy, để do à, không... ok, cảm ơn. Cái gì nhỉ, vừa nãy nghe Thế nói anh đang băn khoăn không biết là có cái câu hỏi, tức là bây giờ trên cái tập ma trận của em bây giờ mình là giả sử mình lấy một cái em đang muốn xem là cái tức là mình đã chứng minh được tồn tại được cái một vài cái strong expander đúng không, cái hàm strong expander ở trên ma trận. Vâng đúng ạ, đúng ạ. Bây giờ giả sử mình muốn xem là bây giờ giả sử cái lực lượng của cái mình lấy một subset A đấy nó có một lực lượng lớn hơn bằng quy mũ 1 trừ đi delta đấy, nó đủ lớn mũ n bình nhá, hay là một n bình phương đấy. Dạ vâng. Đủ lớn thì bây giờ mình lấy một cái đa thức ngẫu nhiên thì anh nghĩ là sẽ xây dựng được một cái lớp của một family họ những cái đa thức ngẫu nhiên, một họ những đa thức sao cho mình lấy ngẫu nhiên một thằng ở trên đấy thì với xác suất cao là cái thằng đấy là strong expander. Đã có ai đã làm được cái đấy chưa? Em chưa hiểu câu hỏi của anh lắm nên, nhưng mà tức là A là anh lấy trước rồi. Không, bây giờ nhá, mình em lấy F là một họ những cái một tập những cái đa thức. Đa thức. Đây, okay. em có thể mô tả được cái họ đấy. Bây giờ mình muốn anh muốn hỏi ra con nó bọn nào nó làm cái việc là bây giờ mình lấy một cái thằng A là cái subset của em những cửa trên cái vành ma trận nó đủ lớn. Đấy, có bất kỳ hay là mình lấy không phải đủ lớn như em vừa nói, ví dụ là quy của mũ n bình phương trừ đi bao nhiêu đấy. Dạ vâng. Là vậy. Trừ đến epsilon gì đấy thì bây giờ với bây giờ mình nó chọn ngẫu nhiên một thằng đa thức F ở đấy ở trong cái tập những đa thức đấy thì với xác suất cao thì thằng F đấy nó là strong expander. Dạ vâng đúng ạ, xác suất tại vì là có xây dựng được thì em không chắc là... không ạ, strong expander thì em không chắc, strong expander khó ạ,
chỉ là moderate expander thì có thể. Vâng. Đó đấy, nhưng mà anh hỏi đó 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 đó, đó có ai làm cái đấy chưa? Chưa, cái đấy thì chưa. Cái đấy thì chưa. Dạ vâng. Cái đấy, nhưng mà anh để nhưng mà để em comment một chút là anh để một chút là ở trên trường, ở trên Final Field ấy ạ. Thì nó phân cái kết quả phân loại cái hàm nở ấy. Kết quả phân loại hàm nở thì nó chỉ là các cái hàm mà không phụ thuộc vào tổng và phụ thuộc, không phụ thuộc vào tích ấy. Thì nó là hàm nở. Nên cảm giác của em là cái lớp hàm đấy nó cũng đúng ở trên vành ma trận thôi. Nên là nếu mà anh nói cái chuyện đến xác suất đấy thì em nghĩ là nó rất là cao, tại vì cái số lượng hàm mà chỉ phụ thuộc vào tổng và phụ thuộc vào tích thì nó ít. Thì thế anh đang băn khoăn là bởi vì là tại sao anh lại đặt ra câu hỏi như vậy, bởi vì là nếu mà em ở trên cái expander graph của em ấy, vâng, mình đang mới xây dựng một cái expander graph không, thì bây giờ tức là ý anh ở đây là ở trong những tập expander graph thì với xác suất cao mình sẽ tóm được cái expander graph mà nó thỏa mãn tính chất của em đang xây dựng. Tức là bây giờ mình muốn tập những expander graph mà có tập đỉnh như này, tập cạnh như thế này này, à tập đỉnh như này này với regular như thế này này, rồi bậc như thế này này, và cái lambda mà nhỏ hơn bao nhiêu đấy thì với xác suất cao là mình sẽ tức đại khái là em hiểu câu hỏi ở trong cái những cái expander graph đấy mình sẽ gần như là mình tóm một cái thành expander mà thỏa mãn tính chất đấy ra thì gần như là nó là biểu diễn một cái hàm nữa. Đúng rồi, chuẩn. Thực ra nếu mà mình có một cái hàm và một cái expander graph thì chắc chắn mình sẽ xây dựng một cái họ moderate expander, nhưng mà cái vấn đề là mình tính rằng lambda 2 nó cũng không dễ. Thì anh đang bảo đấy thằng lambda 2 có thể chặn bởi bậc đúng không? Nó thì tất nhiên chặn bởi bậc, nhưng mà chặn đấy thì nó hiển nhiên cái định lý cái bồ đề kia nó sẽ trở thành hiển nhiên cái bồ đề này thì cái thằng lambda này phải nhỏ d nó mới có ý nghĩa. Thì đúng rồi, anh hiểu rồi, nhưng mà thông thường là cái thằng lambda nó là phải tính qua một cái thằng bài toán optimization. Cái ray ten version của em ấy. Em thì kỹ thuật dùng trong này nó khác một chút, đấy là mọi cái đồ thị chính quy ấy, regular ấy thì nó chặn bởi nó có các giá trị riêng của nó thì bị chặn bởi bậc chính quy đúng không ạ? Đấy thì kỹ thuật mà em đang dùng đấy là em biểu diễn thằng lambda 2 bởi thông qua một cái loạt đồ thị khác, đồ thị chính quy khác. Và sử dụng cái tính gọi là gì, cái trực giao của cái không gian vector, các cái không gian vector riêng mà không phải là... anh hiểu em rồi, tức là em lấy một cái sub graph của nó đúng không? Không, nó có cái interlacing nó có cái interlacing lemma theo đường ấy thì em sẽ chặn được cái giá trị lambda của nó. Thực ra thì nó không phải là subgraph mà nó chỉ là tập hợp con thôi, tập hợp con và đồ thị cái graph này nó phải định nghĩa khác hoàn toàn. Nó sẽ phải phụ thuộc vào cái trường hợp mình xét. Ok anh hiểu. Nói chung là nếu mà bây giờ ai tìm ra một cái phương pháp mà tính được thằng lambda này thì quá khủng. Tại vì nếu mà biết một cái phương pháp nào tính được tương lambda ấy thì gần như là tại vì nếu mà tính được tương minh thì chứng tỏ là cái đồ thị của cái thằng lambda mình là chặt nhất rồi. Không, em cái tính cụ thể lambda ấy là nó là một bài toán optimization này. Cái bài toán ấy giải được. Cái bài convex optimization hẳn hoi ấy, tức là đại khái là cái lambda 1 là em biết rồi đúng không? Em cả biết cả vector riêng, cả biết cả trị riêng của lambda 1 đúng không? Dạ vâng. Đồng ý không? Bây giờ mình cần phải tìm một cái thằng lambda 2 nó vuông góc với thằng lambda 1 thôi là được đúng không? Dạ vâng. Đúng không? Thì đấy thì em cứ quy cái đấy về một, tức là em biết cái ma trận kề thì em sẽ tính được cái thằng lambda 2. Đúng rồi, chuẩn đấy. Chuẩn. Là theo cái optimization đấy thì anh đoán là em đang tính là cái thằng là trong một vài trường điều kiện em tính được lambda 2 nó chi tiết hơn đúng không? Chặn được lambda 2. Nhưng mà thực ra trong bài đúng ạ. Chặn được lambda 2. Nói chung là trong giải tích hàm là nó có cái công thức tính cho lambda y
nhưng mà công thức nó thông qua trên maximum, trên không gian giá trị riêng ấy. Vâng đấy. Nhưng mà thì... chưa chắc là nó cụ thể để mà áp dụng ở đây, cho nên mình cũng chắc lắm. Thầy Toàn nói qua lại cái đoạn mà tính qua maximum giá trị riêng đúng không ạ? Tức là ví dụ như lambda 1 là giá trị là nó bằng là max maximum của ax nhân x. Đấy, đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà lambda 2 thì mình không nhớ chính xác, nhưng mà nó cũng thông qua kiểu không gian giá trị riêng như vậy. Em hiểu cái đấy. Em biết cái đấy. Nhưng mà mình tin là nó không ứng dụng cụ thể trong đây được, vì nó tổng quát thì chưa chắc dùng được. Tổng quát quá. thì cái một cái bài toán đấy, như anh Hoàng nói là bài optimization ấy, thì khi mà thực hiện trên đồ thị thì đây cũng là một bài toán thú vị. Tính hình như là bài đấy là tính được rồi anh Hoàng. Tính nhưng về mặt tính toán thì nó tính được. Nhưng mà... tức là ý là về mặt thuật toán các kiểu chặn được thôi. Còn về lý thuyết thì nếu mà mình muốn tính bằng lý thuyết ấy, cụ thể thì nó hơi khó đúng không? Thực ra là anh không hiểu thế nào, nhưng mà anh không hiểu ý của em, nhưng mà vấn đề là bây giờ em tính tất cả những giá trị riêng của một ma trận là đại khái cho ma trận thì em có thuật toán tính tất cả giá trị riêng của ma trận. Vâng. Thì cái chú Toàn mà chú Toàn vừa nói là nó là ví dụ là tính lambda 2 thì lambda 2 của em sẽ bằng max của cái thằng V1 V sao cho V vuông góc với cái vector riêng của lambda 1 là... vâng em hiểu okay. Cái đấy chính là cái relay thôi mà. Đấy cái relay quotient ấy. Vâng đúng không. Đã, còn có ai có hỏi gì nữa không? Ok thì mình thấy không ai hỏi gì nữa, và mình thấy cái báo cáo của Thế rất là hay, rất cảm ơn Hoàng, với lại anh Toàn tham gia. Nói chung là khi mình báo cáo có người hiểu và trao đổi giống như Hoàng với Thế thì cái báo cáo nó trở nên hứng thú và người báo cáo sẽ đỡ buồn. Thì cái mảng này ra là hôm nay hôm nay em nói hơi vội nên là cũng chắc là hứng sót hơi nhiều. Không, rất ổn với Thế. Mà có này hấp dẫn mà vấn đề hot đấy, nhưng mà đúng là nói thì có vẻ nghe cũng có vẻ là không phải là quá khó, nhưng mà đúng là cũng nhiều kỹ thuật đấy. Không, đúng là ý là để hiểu được bài toán thì nó bài toán thì dễ hiểu, nhưng mà ý là để làm bài toán này thì là khó, khá là khó, kỹ thuật nhiều. Ok thôi, nếu mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì có lẽ mình cảm ơn Thế lần nữa đã tham gia. Và tuần sau hiện giờ chưa có ai đăng ký báo cáo hết. Bây giờ nhân tiện đây cho hỏi luôn, ai có định báo cáo trong tuần sau không? em dừng chia sẻ được chưa? Được em. Tuần sau em báo cáo không được anh Hoàng. Hoàng báo cáo cái bài gì em nói nha. Em báo cáo về nói chung là em báo cáo về một chút về quantum được chút được không? Em định nói về cái bây giờ anh có một cái quantum state, làm nào anh estimate được cái những giá trị của nó. Tức là bây giờ anh quantum state ở trạng thái lượng tử thì anh không biết được là nó cụ thể từng giả sử quantum state của anh bằng alpha, anh có thể biểu diễn bằng alpha 0 cộng với beta 1 gì đấy, chẳng hạn thế, anh biểu diễn. Bây giờ anh không biết cái giá trị alpha beta như nào, trừ khi anh phải measurement nó rất nhiều lần thì anh mới biết được cái thế, đúng không? Chắc là em muốn đo cái hệ số alpha beta khi mà mình đấy, cái quantum state với dạng linear combination. Ok. Dạ vâng. Rất là cơ bản. Rất cơ bản. Dạ vâng, em thì với những em định báo cáo bài đấy, bởi vì là những em ai mà không làm về quantum thì thôi, mình cứ giả sử nó là một cái đối tượng nào đó ở trong ma trận đi. Xong người ta muốn đo cái đấy, giả sử cho ma trận người ta muốn đo cái đấy như nào thì nó có cả thuật toán đàng hoàng à? Nó có cả cái algorithm đàng hoàng à? Hay sao? Không ạ, nó cháu dùng cái cháu làm là cháu đang dùng một số công cụ bên lý thuyết biểu diễn, đại số ly các thứ một chút. Thế thì hay tức quá. Là tồn tại một cái measurement kiểu như vậy, tức là bên quantum nó như này thì cháu cố gắng map nó sang cái ngôn ngữ ở bên
bên bên ma trận. Ok ok. Thì hấp dẫn lắm, nên chứ là feed đi, feed báo cáo đi để là ấy đi, có cái tài liệu nào liên quan không thì up lên cho mọi người xem qua trước khi vào buổi seminar. Dạ vâng 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 vâng, để cháu sẽ chuẩn bị, bởi vì là cũng nghe là thấy hấp dẫn đấy. Vĩnh gắn đi đại số ly là bị thấy khoái. Nghe chung đại số ly là món của anh Vũ rồi. Thế ạ. Thầy Vũ là làm về đại số ly ạ. Đúng rồi, mình làm về đại số ly. Ok, vậy là tốt rồi Hoàng. Thế thì anh nghĩ em có thể khởi đầu bằng quantum measurement rồi những cái một số thứ cơ bản như vậy, sau đó đi thẳng vô vấn đề luôn, tính toán là đẹp quá rồi. Anh cũng muốn học mấy cái đó. À vâng, thế để em chuẩn bị chắc rồi vậy vẻ nhé. Rồi nhất trí. Ok, rồi. mình nhất trí vậy đi, có gì thứ bảy mình gặp lại thứ bảy tuần sau nhé. Rồi mấy giờ là nhỉ? Nice weekend cả nhà. Cảm ơn Thế buổi talk rất hay nhá. Rồi chào tất cả mọi người nhá. Em Thế. Rồi. Em chắc là phải đề nghị thầy Hòa là hai tuần nữa thầy Hòa báo cáo cái quyết định min để em làm xong nốt này. Em có ý tưởng nhưng mà em ok ok. Thôi để Hoàng báo cáo xong rồi mình sẽ báo cáo, mình sẽ gom mấy cái bài về mấy cái đường geodesic curves. Cái đấy mà mấy bạn sinh viên quan tâm thì em nghĩ là làm nhanh thôi, tại vì nếu mà có ý tưởng thì làm nhanh thôi. Mấy cái đó thật ra là có ý tưởng là ngồi cày xíu ra hết mà. Quan ngồi tính tí là được mà. Thấy được ý tưởng thôi chứ còn lại là tính toán mấy cái đó nó đơn giản. Rồi ok, nhất trí vậy. Rồi. Coi như mình có hai bài nhé cả nhà. Rồi tạm biệt nhé. Rồi chúc mọi người khỏe vui vẻ nhé. Rồi.